Tiếp theo thì chúng ta sẽ móc chân. Chân cũng móc hai cái, và chân 1 và chân 2 thì cũng móc tương tự giống nhau ở phần đầu. Bây giờ mình sẽ móc chân thứ nhất. Phần chân thì chúng ta sẽ móc dây bính 12 mũi bính. Các bạn khởi tạo mũi đầu tiên, sau đó móc 12 mũi bính. Hàng 1, các bạn sẽ móc mũi đơn vào bên trong dây bính này. Mũi bính đầu tiên các bạn sẽ không móc. Các bạn sẽ móc vào mũi bính thứ hai. Các bạn đâm kim vào một sợi này và chúng ta sẽ móc mũi đơn. Như vậy là chúng ta sẽ có 11 mũi đơn, 12 mũi bính và móc thành 11 mũi đơn, bởi vì một mũi bính ở đầu chúng ta đã không móc rồi. Hàng thứ hai, chúng ta sẽ móc lên một mũi bính và quay lại. Tiếp tục móc mũi đơn. Các bạn sẽ móc vào cái mũi đầu tiên này luôn, mũi mà cùng chân với lại cái mũi bính chúng ta vừa móc lên đó. Các bạn sẽ móc vào đây. Các bạn sẽ móc 10 mũi đơn. Mũi thứ 11 này, các bạn sẽ móc 3 mũi đơn vào cùng một chân này. Sau đó, tiếp tục móc vòng sang phía bên này của dây bính ban đầu. Chúng ta sẽ bỏ qua mũi bính đầu tiên này, không móc, và các bạn sẽ móc vào những mũi bính còn lại. Tổng cộng là chúng ta sẽ móc 10 mũi bính, 10 mũi đơn vào phần mũi bính này. Mũi đầu tiên bỏ qua không móc, các bạn móc vào mũi thứ hai. Tổng cộng là chúng ta có 23 mũi. Tiếp tục, hàng thứ 3, móc lên một mũi bính và quay lại. Móc 10 mũi đơn. Mũi đơn đầu tiên là chúng ta sẽ móc vào cái chân đầu tiên này, cùng chân với lại mũi bính.
10 mũi đơn. Sau đó các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào cùng một chân. Ba mũi đơn vào cùng một chân. Tiếp tục 2 mũi đơn vào cùng một chân. Và 10 mũi đơn. Hàng thứ tư, các bạn sẽ móc lên một mũi bính và quay lại. Móc 11 mũi đơn. Hai mũi đơn vào cùng một chân của hai mũi tiếp theo. Hai mũi đơn vào cùng một chân. Tiếp tục hai mũi đơn vào cùng một chân. Một mũi đơn. Hai mũi đơn vào cùng một chân của hai mũi tiếp theo. Và cuối cùng là 11 mũi đơn. Hàng thứ 5, các bạn móc một mũi bính, quay ngược lại. 12 mũi đơn. Hai mũi đơn vào cùng một chân của hai mũi tiếp theo. Tiếp tục, các bạn móc 3 mũi đơn. Hai mũi đơn vào cùng một chân của hai mũi tiếp theo. Và cuối cùng là 12 mũi đơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ móc vòng tròn xung quanh cái miếng này. Móc theo vòng. Vòng thứ nhất, các bạn sẽ móc lên một mũi bính, quay lại. Móc 13 mũi đơn.
hai mũi đơn vào cùng một chân của hai mũi tiếp theo. Năm mũi đơn. Hai mũi đơn vào một chân của hai mũi tiếp theo. Cuối cùng là 13 mũi đơn. Tiếp tục, các bạn sẽ móc vòng qua bên này luôn. Chúng ta sẽ bỏ qua cái hàng mà chúng ta vừa móc đây. Bây giờ mỗi một đầu hàng này là chúng ta sẽ tính là một mũi. Thì hàng cuối cùng chúng ta vừa móc, cái mũi cuối cùng này, chúng ta sẽ không có móc vào cái mũi này. Các bạn sẽ móc vào mũi tiếp theo. Chúng ta sẽ giảm mũi hai lần. Cứ một hàng này là một mũi này. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy lên là thành một mũi. Hàng tiếp theo là thành một mũi. Móc lại thành một mũi, giảm. Giảm mũi thêm một lần nữa và lấy hai hàng là thành hai mũi. Giảm mũi thành một mũi đây. Như vậy là chúng ta đã móc giảm mũi hai lần. Cái hàng ở giữa này chúng ta sẽ bỏ qua, không móc, và móc hai cái hàng. Hai hàng tiếp theo chúng ta cũng sẽ móc giảm mũi hai lần. Nối lại với mũi đầu tiên này bằng một mũi trượt. Tổng cộng là chúng ta có 43 mũi. Hàng thứ hai, các bạn móc lên một mũi đơn, một mũi bính. Một mũi đơn vào cùng chân với lại mũi bính này. Và chúng ta sẽ đánh dấu cái mũi này lại. Và tiếp tục móc mũi đơn vòng quanh cho tới hết. Là tổng cộng là 43 mũi đơn. Sau khi mà móc xong 43 mũi đơn thì các bạn sẽ thấy ở phần cuối này nó có một cái mũi này. Mũi này là mũi trượt của cái vòng cuối cùng, thì chúng ta sẽ không có móc cái mũi trượt này. Các bạn đừng có nhầm, đây là cái mũi đếm vào trong số mũi là các bạn tưởng dư, nhưng mà không phải. Đây là cái mũi trượt của vòng lúc nãy. Sau khi móc xong vòng 2 thì vòng 3, 4, 5 chúng ta sẽ móc toàn bộ bằng mũi đơn. Ở đây mình bắt đầu móc theo vòng tròn, không có kết vòng nữa, mà các bạn sẽ móc và đánh dấu bằng kim dài. Vòng 3, 4, 5 chúng ta sẽ móc toàn bộ bằng mũi đơn. Đây là sau khi mình móc xong vòng thứ 5. Tiếp tục
Vòng thứ 6, chúng ta sẽ móc 15 mũi đơn. Sau đó chúng ta sẽ giảm mũi 6 lần. Các bạn sẽ lấy hai sợi phía trước này móc thành một mũi. Tổng cộng 6 lần. Tiếp tục móc 16 mũi đơn cho tới hết. Vòng 7, chúng ta móc 13 mũi đơn. Sau đó giảm mũi 5 lần. Và móc 14 mũi đơn cho tới hết. Vòng 8, chúng ta móc 10 mũi đơn.
giảm mũi 2 lần. Tiếp tục giảm mũi, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ giảm từ 3 mũi đơn giảm thành 1 mũi. Thì cũng giống như là các bạn giảm từ 2 mũi đơn, các bạn sẽ lấy cái sợi phía trước này, nhưng mà chúng ta sẽ lấy qua 3 mũi và các bạn móc lại thành 1 mũi. Như vậy là từ 3 mũi chúng ta đã giảm thành 1 mũi. Tiếp tục móc giảm mũi 2 lần. Giảm mũi ở đây là giảm từ 2 mũi thành 1 mũi nha các bạn. Và móc 11 mũi đơn cho tới hết. Các bạn thấy là đã ra hình dáng của cái bàn chân rồi đây. Tiếp tục chúng ta sẽ móc vòng 9. Vòng 9 bắt đầu là móc 9 mũi đơn. Sau đó sẽ giảm mũi 1 lần. Tiếp tục giảm mũi từ 3 mũi đơn thành 1 mũi. Sẽ lấy 3 mũi và móc lại thành 1 mũi. Giảm mũi 1 lần từ 2 mũi đơn thành 1 mũi. Móc tiếp 9 mũi đơn. Mũi cuối cùng này chúng ta sẽ thêm mũi là móc 2 mũi đơn vào cùng một chân. Vòng thứ 10, các bạn móc 9 mũi đơn. Hai mũi đơn vào cùng một chân của 3 mũi tiếp theo. Hồi nãy chúng ta giảm mũi thì bây giờ chỗ này chúng ta sẽ tăng mũi lên. Các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào cùng một chân. Và móc như vậy tổng cộng là 3 mũi.
Từ 3 mũi chúng ta tăng lên thành 6 mũi ở chỗ này. Tiếp tục móc 10 mũi đơn. Mũi cuối cùng chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn vào cùng một chân. Và bây giờ thì các bạn có thể nhồi gòn vào bên trong cái bàn chân này. Sau đó vòng 11 cho tới vòng 18 thì các bạn sẽ móc mũi đơn toàn bộ. Đây là mình đã móc xong vòng thứ 18. Vòng 19 chúng ta sẽ bắt đầu là giảm mũi. Tiếp tục móc 12 mũi đơn. Hai mũi đơn vào cùng một chân. Và móc 12 mũi đơn. Vòng 20 chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn vào cùng một chân. Giảm mũi. Giảm mũi một lần. Và móc 12 mũi đơn cho tới hết. Vòng 21 chúng ta sẽ móc 16 mũi đơn và 11 mũi trượt. Mười sáu mũi đơn và tới 11 mũi trượt.
22 chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi đơn. Ở những chỗ mà hàng trước chúng ta móc mũi trượt thì hàng này mình sẽ móc vào sợi phía sau. Vòng 23 chúng ta sẽ móc 17 mũi đơn và 10 mũi trượt. Tiếp theo vòng 24 chúng ta sẽ móc toàn bộ bằng mũi đơn. Những mũi mà mình đã móc mũi trượt thì mình cũng sẽ móc vào sợi phía sau. Vòng 25, chúng ta móc 18 mũi đơn và 9 mũi trượt.
vòng 26 chúng ta móc 8 mũi đơn. Sau đó các bạn sẽ dùng một sợi len màu khác. Ở đây mình sử dụng màu trắng, giống như là phần tay á. Tay thì tay một mình dùng màu trắng, thì bây giờ phần chân mình cũng sử dụng màu trắng để phân biệt chân một và chân hai. Thì mình sẽ đánh dấu cái mũi này lại. Tiếp tục chúng ta sẽ móc 19 mũi đơn. Chúng ta gỡ cái kim gà này ra và móc vào đây một mũi trượt và kết thúc. Như vậy là chúng ta đã xong chân thứ nhất. Các bạn sẽ nhồi gòn vào bên trong này. Chân thứ hai móc tương tự giống như là chân thứ nhất. Chúng ta sẽ móc từ phần hàng này lên cho tới phần vòng thứ 20, thì các bạn sẽ móc giống như là chân thứ nhất. Tiếp tục vòng 21 thì chúng ta sẽ móc khác. Ở chân 1 thì các bạn sẽ móc vòng 21 là 16 mũi đơn, 11 mũi trượt. Nhưng mà ở chân 2 chúng ta sẽ chia ra, các bạn sẽ móc là 5 mũi đơn, 11 mũi trượt và 11 mũi đơn. Đây là vòng thứ 21 của chân thứ hai. Móc 5 mũi đơn. Sau đó móc 11 mũi trượt. Và tiếp tục móc 11 mũi đơn.
Vòng 22 chúng ta sẽ móc mũi đơn toàn bộ. Thì các bạn sẽ nhìn vào các bạn hướng dẫn này, các bạn sẽ thấy là móc vòng 22, 24 giống như là chân 1 là móc mũi đơn toàn bộ. Vòng 23 thì chúng ta sẽ móc 5 mũi đơn, 10 mũi trượt và 12 mũi đơn. Vòng 25 các bạn móc 5 mũi đơn, 9 mũi trượt và 13 mũi đơn. Như vậy cái số mũi trượt này sẽ giảm, ban đầu là 11, 10 và còn 9. Mũi đơn ban đầu này vẫn là 5 mũi đơn. Ở cuối thì sẽ tăng lên 11, 12, 13. Các bạn sẽ móc cho tới hàng 25. Rồi qua vòng 26 thì thay vì chúng ta móc 8 mũi đơn rồi đánh dấu lại giống như ở trên phần chân 1, thì chân 2 chúng ta sẽ móc 11 mũi và đánh dấu lại. Sau đó sẽ móc mũi đơn cho tới hết vòng và kết bằng một mũi trượt. Thì các bạn sẽ móc dựa theo cái bản hướng dẫn này, tương tự giống như là phần chân 1 mình đã hướng dẫn đây.